Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu làm review cực sâu đến anh em đôi loa JBL có model là 4412, mà mình đã có clip cắt hàng trực tiếp để gửi tới anh em. Hôm nay mình xin làm review và tiếp thị đến anh em đôi loa này. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm thì liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng. Mình luôn cam kết mang đến cho anh em những sản phẩm zin xịn đẹp. Đôi loa này là mình đấu mạng về anh em nhé. Xong clip này mình có ảnh up trên Zalo và cả cái đường link mình đấu mạng của đôi này về. Anh em vào Zalo của mình mà xem. Số điện thoại của mình là 0845992992. Bây giờ anh em lại được xem Hà Audio Hải Phòng review tới loa mà mình đang về loa nhé anh em nhé. Mình đang về mấy đôi loa nữa. Trước tiên anh em xem cái độ đẹp của nó đã. Anh em nhìn tất cả các độ đẹp này. Thùng vân gỗ anh em nhé. Rất đẹp. Còn nguyên mộc mạc như nào là còn nguyên như thế nhé anh em nhé. Anh em nhìn cái vân của nó này. Đấy là chiếc bên này nhé. Và anh em sang chiếc bên này cái vân của nó này. Như này là anh em đã biết là đôi loa này là như thế nào rồi. Nó là trùng vân gỗ. Thì tất nhiên nó phải là trùng cọc. Đấy là toàn phần bên trên nhé anh em nhé. Ê căng còn rất đẹp này anh em này. Không rách một chỗ nào luôn. Nó có cái đường lẹp chỉ đỏ ở đây này anh em này. Logo là JBL Sub Audio Monitor 4412. Bên này cũng thế nhé anh em nhé. Tất cả zin nguyên bản hoạt động hoàn hảo hết. Củ là củ từ Ferrit nhé anh em nhé. Loa JBL nó có hai củ từ. Một là củ từ Adico và hai là củ từ Ferrit. Thì đôi này là củ từ Ferrit anh em nhé. Anh em cứ đăng ký kênh của mình đi. Mình sẽ có clip khui toàn bộ nội thất đôi loa này để gửi tới anh em tham khảo. Xem cái độ zin bên trong nó như thế nào anh em nhé. Bây giờ anh em xem các tuyến loa. Anh em tháo cái căng là luôn luôn là phải vuông góc anh em nhé. Cứ phải vuông góc thì nó không gãy chấu. Anh em mà tháo không vuông góc là dễ bị gãy chấu lắm. Anh em nhìn cái căng này. Lưới vải zin, khung nhựa. Tất cả các chấu của nó còn nguyên này anh em này. Rất đẹp. Và mình tháo lốt chiếc bên này ra. Hà Audio Hải Phòng luôn cam kết đến anh em mang đến cho anh em những sản phẩm zin xịn đẹp đúng chất hàng bãi tuyển chọn anh em nhé. Giá cả cực kỳ hợp lý. Anh em thích sản phẩm nào cứ gọi điện cho mình, gọi điện là mua được nếu anh em thích. Anh em nhìn các tuyến loa này. Nó sử dụng một con bát 30 anh em ạ. Màng giấy nhá. Gân mút. Gân mút này đã thay rồi anh em. Nếu mà nói về gân mút thì hầu như con nào về 100 con, 100 đôi thì gần như là phải thay hết. Nếu là gân mút. Màng giấy gọn. Gọn sóng này anh em này, đặc trưng của JBL. Anh em nhìn cái keo rốn của nó chưa? Anh em phải tinh ý nhá, nhìn cái keo rốn này của nó nhá. Tất cả còn nguyên hết nhá. Và nó sử dụng một con chung này anh em này. Cũng màng giấy, gân vải. Tất cả các gông kiềng và các con ốc của nó còn nguyên zin. Anh em nhìn cái lón của con chung này. Các cái đường keo của nhà sản xuất này. Các con ốc này.
gông kiềng này, và nó sử dụng một con thép đôm. Đặc trưng của GBN là con thép đôm này, và có hai vi tinh chỉnh, tem mác logo còn đầy đủ nguyên bản hết anh em nhé, rõ nét luôn. Nó có một cái ni lông bọc ở đây, nhưng mà trong quá trình những cái ni lông nó bị rách rồi anh em ạ. Cái ni lông nó bọc cái này này, màu xanh là nó về nó bị rách rồi. Mà nó trông nó nham nhở lắm, nó kinh lắm, mình xé đi rồi. Đấy là chiếc bên tay trái mình nhé, anh em tiếp sang chiếc bên tay phải. Tất cả là phải đồng đều như nhau nhé anh em nhé. Kể cả từ cái đường keo này dọc đó giờ đi này anh em này, là phải đồng đều. Đấy, anh em nhìn chưa? Và từ cái dâu này trở đi nữa. Anh em nhìn con chung của nó này, cái đường keo của nó còn nguyên nhá anh em nhá. Đây là đường keo và cái rốn này của nó này, cái đường keo và cái dâu này của nó này, phải là giống nhau nhá anh em nhá. Nguyên si thì mới gọi là nguyên bản được. Cũng một con tép đôm này anh em này, và đây có hai vi tinh chỉnh cắt cho giải mít và giải chép. Đó là toàn bộ phần đằng trước anh em nhé của đôi GBN 4412. Nó còn phiên bản 4412A nữa các anh em, nhưng mà 4412A thì thưa với anh em là rẻ hơn con này khoảng tầm đôi triệu anh em nhé. Anh em ngắm tất cả các thùng vách, góc cạnh, anh em nhìn cái thớ gỗ của nó chưa, và bên này nữa đấy, anh em nhìn cái thớ gỗ của nó chưa, đây là thớ gỗ của nó đây này, anh em nhìn cái thớ gỗ này của nó chưa. Như này là anh em biết là đôi này trùng đôi trùng cặp, trùng thớ gỗ này thì mới là trùng đôi trùng cặp, còn cái tem trùng đôi trùng cặp không quan trọng anh em nhé, phải là trùng thớ gỗ. Và đây là toàn bộ phần đằng sau. Đấy, anh em nhìn cái thớ gỗ của nó chưa? Đấy, cái thớ gỗ của nó đây này. Đấy. Và bên này nữa. Cọc loa là mỏ chim bắp chuối nha anh em nhé. Tháo ra là xoáy ra nút vào đây là mỏ chim, còn bắp chuối mình cắm vào đây. Đấy là bên này nhé anh em nhé, và chiếc bên này. Chữ lồi dập lồi đây này anh em, dập chìm đây này. Đó là toàn cảnh của đôi GBN 4412. Anh em nào yêu đôi này thì liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng. Mình xin báo giá đôi này mình đã bán 25 triệu. Ship từ siêu thị Nhật về. Anh em nào bồ kết chim mừng thì điện cho Hà Audio Hải Phòng. Mình có địa chỉ tại Cát Bi, Hải An, Hải Phòng. Anh em xem kênh của mình nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé, để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đang lên hàng ngày. Mình đang về tiếp tục loa anh em ạ. Hết đợt âm ly lại đến đợt về nó tiếp loa. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.